Hi, xin chào tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm nay, Hiền xin phép được chia sẻ cái câu hỏi của mọi người, đó là bị u nang, u xơ hay là nang tuyến giáp có sử dụng được cái viên uống Nice Beauty hay không? Bởi vì khi mà mọi người nghe đến cái viên uống mà giúp cân bằng nội tiết tố thì mọi người rất là lo ngại, bởi vì là bác sĩ cũng có khuyến cáo là những người mà bị nang tuyến giáp chính là bị thiếu hụt estrogen hay là bị cường giáp thì gây nên các cái u xơ, u nang thì không sử dụng được các cái sản phẩm viên uống nội tiết. Thế nhưng mà vì sao mà sản phẩm viên uống Nice Beauty nhà Hiền lại được Bộ Y tế cho phép rằng sử dụng được cho cả người bị u xơ và u nang? Bởi vì các cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là viên uống Nice Beauty không có thành phần là tinh chất mầm đậu nành, chính vì vậy nó không kích thích cái u phát triển. Thứ hai đó là viên uống Nice Beauty không bổ sung trực tiếp mà nó bổ sung gián tiếp, có nghĩa là khi mà đưa vào cơ thể của chúng ta, nhờ cái công nghệ hướng đích nó sẽ kích thích vào cái buồng trứng của chúng ta và sản sinh cái estrogen nội sinh, và sẽ giúp cơ thể của chúng ta nó tự cân bằng và sản sinh estrogen. Chính vì vậy mà cơ thể của chúng ta nó sẽ tự nhận biết và cái estrogen nó được sản sinh nó sẽ luôn luôn cân bằng, nó không bị thiếu, không bị thừa, và chính vì vậy nó không tác động trực tiếp lên các cái cơ quan khác của chúng ta. Thế nên là nó không ảnh hưởng gì đến các cái vấn đề như là u nang, u xơ hay là nang tuyến giáp. Ngoài ra, các cái thành phần trong viên uống Nice Beauty còn giúp là làm giảm các cái kích thước u. Chính vì vậy là một số các khách hàng nhà Hiền khi mà có u xơ hay là u nang ấy, thì mọi người kết hợp cái viên uống Nice Beauty cùng với lại một cái sản phẩm có tên là Bách Phụ Vương của công ty, thì nó sẽ giúp là teo u và giảm kích thước của u rất là tốt đó cả nhà. Thế nên là các chị em mà đang gặp các cái vấn đề đó thì mọi người yên tâm để sử dụng cái viên uống Nice Beauty nhà Hiền nhé, chứ không phải như các cái sản phẩm nội tiết khác mà khuyến cáo là người sử dụng không uống được. Còn sản phẩm viên uống Nice Beauty nhà Hiền thì đã được Bộ Y tế quy định rõ là dùng được cho người bị u xơ. Thế nên là cả nhà hãy yên tâm nhé. Nếu như mà ai đang gặp những cái vấn đề đó thì mọi người có thể inbox cho Hiền để Hiền tư vấn rõ hơn cho mọi người vì sao mà mọi người có thể sử dụng được. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ này của Hiền. Và nếu như mọi người còn cái thắc mắc hay là có gì chưa rõ thì hãy inbox để Hiền tư vấn cho mọi người nhé. Xin chúc tất cả các chị em mình luôn xinh đẹp rạng ngời. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nhé. Bye bye!